chí thêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương, nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Chớ vương vấn câu lợi danh, sắc tham đắm trong tư xanh, quyết nuôi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi buổi thuyết pháp bắt đầu, chúng con cùng thỉnh trên thượng tọa cùng chư tôn đức và toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư khởi niệm A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Pháp Sư an tọa. Thượng tọa Pháp Sư đã an tọa, đại chúng kính xá Ngài Ba Xá. Kính mời chư tôn đức và toàn thể đại chúng đồng an tọa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thành tâm đảnh lễ Thượng tọa Pháp Sư, chúng con cung kính được nghe Phật Pháp Sương Minh do Tăng già Hoằng Hóa, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn Việt phát tâm. Hình bóng Tăng già ở khắp muôn nơi là hình ảnh giáo pháp của Như Lai trường tồn và hiện hữu, lợi lạc kẻ còn người mất. Đạo Phật đã gắn liền với dân tộc Việt Nam từ hơn 2.000 năm lịch sử. Giờ đây chúng con được hạnh phúc, được thân người, được gặp Phật Pháp và được diện kiến chư tôn Tịnh Đức Tăng già, được nghe giáo pháp nhiệm màu từ kim khẩu của Đức Phật, lưu truyền qua những lời dạy cao quý của chư tôn Thiền Đức Tăng già. Chúng con xin phép đảnh lễ vấn an sức khỏe Thượng tọa Pháp Sư và được cung kính giới thiệu Ngài cùng toàn thể đạo tràng. Xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Bửu Liên, Cần Thơ, Thượng tọa Đạo hiệu Thích Minh Thành. Chúng con được nghe công tác Phật sự của Ngài rất nhiều vì thương tưởng tu viện Linh Thú và chúng con làm đạo ở nơi này, cũng như muốn ban pháp cho quý Phật tử làm hành trang trên lộ trình tu nhân học Phật. Chúng con thật cảm kích với sự hy sinh và hoan hỷ nhận lời thỉnh cầu của chúng con. Giờ này đạo tràng của chúng con thành tâm hướng về Ngài để thính pháp, ngưỡng mong Ngài từ bi ban rải cho chúng con lời đạo màu để chúng con hiện tại và tương lai được lợi lạc, âm dương đồng lưỡng lợi. Thành tâm bái thỉnh Thượng tọa Pháp Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trên Thượng Tọa Viện Chủ Tu Viện Linh Thứ, cùng với toàn thể Tăng Ni và nam nữ Phật tử có mặt trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, sáng hôm nay kỷ niệm ngày sinh nhật của Thượng Tọa Viện Chủ, nam nữ Phật tử tất cả chúng ta câu hỏi về đạo tràng Linh Thứ thật là đông đủ. Nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn lao. Khi mà chúng tôi đến đây, chúng tôi thấy cái không gian và cái cảnh trí tại cái tu viện Linh Thứ này. Nơi đây mà người Phật tử nào không đến tu thì đó là một sự thiếu sót vô cùng. Bởi vì không gian ở đây và cái cảnh trí ở đây thật sự nó hội tụ rất là nhiều năng lượng của Phật. Cho nên đạo tràng mà có hội tụ năng lượng của Phật mà quý Phật tử không chịu đến tu đó thì là một điều thiếu sót rồi. Mình bỏ qua một cái cơ hội lớn của mình. Cho nên sáng hôm nay mà quý Phật tử nào có mặt tại đạo tràng Linh Thứ, nó có nhiều cái nhân duyên và nhiều sự thù thắng lắm đó. Cái nhân duyên thứ nhất là chúng ta đến đây để tu một ngày an lạc. Thứ hai nữa đó, chúng ta đến đây để mà chúc mừng sinh nhật cho Thượng Tọa Trụ Trì, tức là sư phụ của nam nữ Phật tử chúng ta. Và điều thứ ba nữa đó, quý Phật tử câu hỏi về đây để chúng ta nạp vào trong trái tim của mình năng lượng của Như Lai. Đó là ba vấn đề cơ bản để mà cho nam nữ Phật tử chúng ta mang nhiều cái lợi ích lớn. Buổi sáng hôm nay thật sự ra về cái bình diện nào đó thì sẽ có người nói và người nghe. Giống như thầy ngồi trên đây là người phải nói, còn nam nữ Phật tử ngồi ở dưới là người phải nghe, phải không? Nhưng mà sự thật về cái mặt tâm linh thì tất cả chúng ta không nói cũng không nghe, mà chúng ta cùng nhau cúng dường trái tim của mình đến cho Đức Phật. Đạo tràng chùa Linh Thứ có đồng ý không? Hôm nay tất cả chúng ta cùng dâng cho Đức Phật trái tim thiêng liêng của mình, trái tim thanh tịnh của mình, trái tim yêu thương của mình, trái tim mở cửa của mình và trái tim nạp năng lượng của Phật đều cúng dường lên cho Như Lai buổi sáng hôm nay. Cho nên cái đề tài buổi sáng hôm nay thầy xin gửi đến đạo tràng của Linh Thứ. Đề tài được mang tên là ý nghĩa của hai chữ sinh nhật. Hiểu không? Tại vì hôm nay chúng ta đón sinh nhật thì mình phải nói ý nghĩa của chữ sinh nhật. Thật sự ra chữ sinh nhật đó nhiều người hiểu chưa tới, hoặc là nhiều khi hiểu một cách mơ hồ. Cứ hiểu sinh nhật là gì? Là ngày sinh. Phải không quý Phật tử? Sinh nhật là ngày sinh. Cứ như vậy thôi, ngày mình mở mắt chào đời đó là ngày sinh nhật. Quý Phật tử ơi, nếu hiểu như vậy đó thì chúng ta không có thể nào mà đạt đến gọi là cái trạng thái tự tại trong sanh tử đâu. Chúng ta phải hiểu hai từ sinh nhật cho nó trọn vẹn hơn, cho nó thâm thúy hơn. Vậy thì chữ sinh nhật ở đây có nghĩa là khởi động của sự sống, hiểu không quý Phật tử? Sinh nhật là khởi động của một sự sống, chứ không phải sinh nhật là ngày mình mở mắt chào đời rồi mình khóc tu qua. Không phải đơn giản như vậy. Đã là một người con Phật rồi thì chúng ta phải hiểu sinh nhật có nghĩa là khởi động cho một sự sống. Vậy thì những người xuất gia của chúng ta có chữ từ sinh nhật, nó không phải đơn thuần là mở mắt chào đời. Người Phật tử tại gia của chúng ta cũng thế, không phải đơn thuần là mở mắt chào đời. Mà ở đây chữ sinh có nghĩa là khởi động. Sinh là khởi động, hiểu không? Là bắt đầu, là khởi động. Nhật là gì? Là sự sống của chúng ta. Chữ nhật ở đây, cái nghĩa của nó bình thường là một ngày, nhưng mà cái nghĩa của nó tuyệt vời hơn là mặt trời. Mà mặt trời chính là sự sống của những người con Phật. Quý Phật tử đồng ý với thầy không? Mặt trời là sự sống của người con Phật. Không có mặt trời không có sự sống. Ở thế gian nếu thiếu mặt trời là thiếu cả sự sống trên hành tinh này. Còn ở trong đạo của chúng ta, nếu thiếu mặt trời trí tuệ, con người của chúng ta không còn sự sống nữa. Quý Phật tử đồng ý với thầy không?
Không có mặt trời trí tuệ thì chúng ta không còn sự sống nữa. Cho nên sinh nhật có nghĩa là khởi động của một sự sống. Lại nữa, khởi động là gì? Là bắt đầu. Khởi động là gì? Là niềm tin, là sơ phát tâm. Cho nên sinh nhật có nghĩa là khởi đầu của một sự sống. Vậy thì khởi động của một sự sống là sơ phát tâm của mình, là phát tâm của buổi ban đầu. Đạo tràng của mình có giữ được cái niềm tin, có giữ được cái sự phát tâm từ buổi ban đầu cho đến bây giờ hay không? Đó là điều quan trọng. Cái mà quý Phật tử đi đến đây, quý Phật tử phát tâm cái ngày mà mình bước chân vào cái ngưỡng cửa của Tam Bảo, những người xuất gia, tăng và ni, khi chúng ta phát tâm đi vào trong Tam Bảo, cái lực chúng ta tạm gọi là tính lực, cái niềm tin, cái sức mạnh của niềm tin rất là mạnh mẽ. Chúng ta quỳ bên chân Phật, chúng ta hứa với Phật đủ điều hết. Chúng ta khởi động rất là mạnh, khởi động rất là mạnh. Sơ phát tâm của chúng ta, cái lực phát tâm của chúng ta, cái niềm tin phát tâm của chúng ta rất là mạnh đối với Phật. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thất bại, có nghĩa là chúng ta không giữ mãi được cái sức mạnh của buổi ban đầu. Phải không? Cho nên cái đầu tiên có mà giữ phát tâm mạnh lắm, mà tu càng đi xuống. Bây giờ hỏi thử các thầy với quý sư cô trên đây coi, tu càng ngày càng đi xuống. Thật tình mà nói như vậy luôn. Cho nên mình không thể nào mà mình có chữ sinh nhật được hết. Chúng ta tổ chức sinh nhật, thượng tọa ở đây đúng là sinh nhật. Sinh nhật của thượng tọa là càng ngày thượng tọa càng đi lên. Cái đi lên của thượng tọa là niềm tin, cái đi lên của thượng tọa là trí tuệ, cái đi lên của thượng tọa là lòng yêu thương của một người xuất gia. Cho nên càng ngày càng đi lên, càng ngày càng đi lên. Thượng tọa xuất gia để mà thượng tọa tạo ra một cái sự khởi động của sự sống. Bây giờ quý Phật tử thấy là sau buổi giảng này thượng tọa chứng minh để phóng sanh, có phải là khởi động của một sự sống không? Cái nghĩa sinh nhật của nó mênh mông lắm quý Phật tử à. Cái nghĩa sinh nhật của nó không phải đơn thuần như mình tổ chức ở nhà, nhưng mà cái nghĩa sinh nhật của nó bao gồm hết cả vũ trụ bao la này. Cho nên khi mà đứng ra phóng sanh, tức là nó khởi động một sự sống rồi. Con cá này một chút xíu nữa đây nó nằm trên giao thớt, nhưng cái ngày hôm nay, ngày sinh nhật của thượng tọa, mà con cá này nó thoát khỏi cái sự sống chết trên giao thớt, có phải là thượng tọa đang khởi động cho nó một sự sống không? Mặc dù chút xíu nữa nó cũng chết đó, nhưng mà cái chết của nó là cái chết bình yên trong Tam Bảo, cái chết bình yên trong đạo tràng, cái chết bình yên trong năng lượng của Phật. Quý Phật tử thấy không? Đó là sự khởi động một sự sống. Cho nên quý Phật nam nữ Phật tử chúng ta cũng vậy. Khi mà quý Phật tử đi phóng sanh, chúng ta đừng có bao giờ để cho cái tâm hồn mình nó cứ rập khuôn. Có nghĩa phóng sanh là gì? Là ra chợ mua cá về. Hôm nay là ngày tu một ngày an lạc, rồi bắt đầu mua cá về thả, rồi phóng sanh, rồi đọc kinh, chú nguyện. Không phải. Chúng ta phải khởi động sự sống mới cho nó. Quý Phật tử thấy không? Phải khởi động một sự sống mới cho nó. Ngoài cái vấn đề mình tụng kinh để phóng sanh, quý Phật tử hãy thầm tâm niệm. Chúng ta gửi gắm cái tâm của mình, để chúng ta truyền đạt từ cái tâm của mình vào trong cái tâm của một con cá, gửi cái tâm của mình vào một con chim, vân vân. Chúng ta phải gửi, hiểu không? Mình không nói bằng ngôn ngữ của con cá. Quý Phật tử ơi, có một cái ngôn ngữ mà thế giới này, con người, vạn vật, vũ trụ, tất cả cỏ cây hoa lá đều có thể nghe với nhau được hết. Đó là ngôn ngữ của trái tim. Hiểu không quý Phật tử? Ngôn ngữ của trái tim thì tất cả mọi người đều nghe hết. Người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người thông minh, người không thông minh, hay là con người, rồi con chó, con heo, con bò, con gà, con vịt, con cá, con sò, con ốc, con ruồi, con muỗi, con kiến, vân vân, và cỏ cây hoa lá, cát đá, bụi bặm, vân vân. Tất cả những cái đó có cùng một ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ yêu thương, ngôn ngữ của trái tim. Cho nên khi tất cả chúng ta phóng sanh, quý Phật tử hãy khởi đầu cho một sự sống. Đó là ý nghĩa của sinh nhật đó quý Phật tử à. Hãy khởi đầu cho một sự sống. Quý Phật tử hãy thầm tâm niệm rằng, hỡi cá nhỏ, cá nhỏ từ lâu đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả hôm nay chúng tôi xin vì cá mà thành tâm sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cá nhỏ ơi, chúng tôi đã vì cá mà sám hối cho thân và tâm của cá được trong sạch rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ vì cá mà tạo ra một thắng duyên hy hữu, giúp cho cá có nhân duyên với Tam Bảo. Chúng tôi xin thay mặt cho cá và xin gửi gắm cái trái tim này, lòng yêu thương này đến Đức Phật, để cho cá được quy y Tam Bảo.
Cái nhỏ quy y Phật, cái nhỏ quy y Pháp, cái nhỏ quy y Tăng, cái nhỏ quy y Phật không bao giờ vào địa ngục nữa, cái nhỏ quy y Pháp không bao giờ lọt vào ngạ quỷ nữa, cái nhỏ quy y Tăng mãi mãi không bao giờ mang thân cá nữa. Quý Phật tử quy y cho con cá bằng ngôn ngữ của trái tim, đó là khởi động của một sự sống, đó là ý nghĩa của sự phóng sanh trong cái lễ sinh nhật của Thượng Tọa trụ trì đây. Hiểu không quý Phật tử? Tất cả chúng ta phải làm những điều như vậy. Mỗi một giờ đi qua, mỗi một phút đi qua, mỗi một giây đi qua, mỗi một cái nháy mắt của mình đi qua, mình đều sống trong tinh thần của Phật. Đừng để cho thời gian của Phật nó trôi qua một cách vô ích. Chúng ta phải khởi động đi sự sống của chính mình. Mỗi một ngày là sinh nhật của chúng ta, mỗi một ngày là sinh nhật của chúng ta, chứ không phải là đợi tới một năm mới sinh nhật một lần. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta phải khởi động sự sống của chính mình. Coi chừng quý Phật tử ơi, sự sống của mình đã mất đi lâu rồi đó, vì chúng ta quên khởi động. Hiểu không? Bây giờ chúng ta nói con còn ăn mà, nhưng mà cái đó là cái xác sống đang ăn. Con còn ngủ mà xác sống đang ngủ, con còn đi mà cái xác sống đang đi. Quý Phật tử ơi, nói chung tất cả chúng ta nếu không khởi động thì quý Phật tử chỉ là một khối thịt biết nhúc nhích mà thôi. Hiểu không? Một khối thịt biết nhúc nhích mà thôi. Vì sao vậy? Vì quý Phật tử ăn mà không biết mình ăn, ngủ mà không biết mình ngủ, đi mà không biết mình đi, buồn mà không biết vì sao mình buồn, sống mà không biết tôi từ đâu đến, chết rồi tôi cũng không biết tôi đi về đâu. Hiểu không? Đó là xác sống đó quý Phật tử à. Cho nên Thầy chỉ mong rằng đạo tràng của chúng ta, tất cả mọi người phải làm sao mỗi một giây, mỗi một phút, mỗi một giờ trôi qua đều là sinh nhật của chính mình. Hãy khởi động đi sự sống. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên chữ khởi động ở đây là gì? Khởi động ở đây có nghĩa là chúng ta phát khởi một niềm tin. Khởi động ở đây là gì? Là bắt đầu một sự bình minh rực sáng. Khởi động là gì? Ngủ thức dậy. Khởi động là tỉnh thức. Hiểu không quý Phật tử? Từ xưa tới bây giờ, tất cả chúng ta đều ngủ mê trong một giấc ngủ dài. Tối đến chúng ta ngủ, đó là giấc ngủ ngắn. Giấc ngủ ngắn ở trong ngày. Nhưng mà trong cái cuộc đời của chúng ta, chúng ta đang ngủ trong một giấc ngủ vô minh dài, đăng đẳng. Hiểu chưa? Cho nên khởi động là gì? Giật mình tỉnh thức. Khởi động là gì? Là bình minh của mặt trời trí tuệ. Khởi động là gì? Là đánh thức trái tim của mình. Đạo tràng chùa Linh Thú ở đây, quý Phật tử có gõ cửa trái tim chưa? Có gõ cửa trái tim chưa? Có chưa? Đâu có ai gõ cửa trái tim đâu. Tại vì tất cả chúng ta từ lâu tới bây giờ con đã đóng cửa trái tim, cho nên con đâu có thèm mở được gõ cửa. Thấy không? Chúng ta gõ cửa trái tim. Vì sao chúng ta gõ cửa? Chúng ta muốn mở cửa trái tim này. Tất cả chúng ta sống mà quý Phật tử còn hẹp hòi quá, còn ích kỷ quá, còn so đo quá, còn hơn thua phải quấy quá, tức là trái tim của mình vô tình đóng cửa. Mà trái tim mình đóng cửa có nghĩa là niềm tin của mình nó bị ngủ quên. Mà niềm tin bị ngủ quên có nghĩa là chúng ta đang men theo lối mòn của vô minh đó quý Phật tử à. Cho nên quý Phật tử phải mở cửa trái tim để khơi dậy sự sống. Mở cửa trái tim để chúng ta khởi động một cái gì đó nó mới mẻ hơn, một niềm tin, một sự sống bao la hơn. Hãy sống bằng cái sống của Đức Phật. Quý Phật tử ơi, hiện tại bây giờ đó có hai cách sống. Một là chúng ta sống bằng năng lượng tạp, hai là chúng ta sống bằng năng lượng sạch. Sống bằng năng lượng tạp có nghĩa là gì? Tình cảm, yêu thương, ghét muốn này kia kia nọ. Ai chửi tôi chửi lợi. Ai thương tôi thương lợi. Đói thì tôi đi kiếm ăn, đói thì tôi kiếm nước uống, vân vân. Hễ mà buồn cái mặt tôi sụ xuống, hễ ai khen tôi vui cái mặt tôi hớn hở lên. Đó là gì? Là sự sống bằng năng lượng tạp. Hiểu không? Năng lượng tạp đó quý Phật tử à. Cũng giống như bây giờ quý Phật tử tìm lửa, tìm ánh sáng, tìm nguồn nóng, mà nguồn nóng đó bằng năng lượng tạp, tức nghĩa là bằng củi, bằng rơm, bằng lá khô, bằng dầu lửa. Thì năng lượng đó khi đốt lên rồi, đốt một thời gian thấy nó sáng, nhưng sau khi nó tắt đi rồi là khói nó bám đen kịt hết. Cho nên năng lượng tạp mình thấy có sự sống, nhưng mà sự sống trong cái vô minh. Hiểu không quý Phật tử? Chúng ta đang sống trong cái sự, cái năng lượng tạp. Chúng ta nhúc nhích bằng năng lượng tạp, chúng ta ăn bằng năng lượng tạp, ngủ bằng năng lượng tạp, giao tế với nhau bằng năng lượng tạp. Thậm chí quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta ngồi đọc kinh cũng bằng năng lượng tạp, coi chừng phóng sanh cũng bằng năng lượng tạp, đi từ thiện cũng bằng năng lượng tạp. Thậm chí tất cả những người xuất gia của chúng ta coi chừng đắp y cũng bằng năng lượng tạp.
Hiểu chưa quý Phật tử? Mặc áo tràng cũng bằng năng lượng tạp, đắp y cũng bằng năng lượng tạp luôn. Bởi vì sao vậy? Vì chúng ta không hiểu cái y là cái gì và chiếc áo tràng là cái gì luôn. Bởi vì chúng ta bằng năng lượng tạp, không phải năng lượng sạch mà quý Phật tử. Mà năng lượng tạp là gì? Là xác sống, tức là nó biết nhúc nhích mà thôi, nó không hiểu gì cả. Cho nên đạo tràng của mình ngồi trong đây, mình phải làm sao ngày sinh nhật của Thượng Tọa trụ trì, mình phải làm cho nó rực rỡ hơn. Hôm nay là sinh nhật của Thượng Tọa trụ trì, mình tạm gọi chung nha, sinh nhật của Sư Phụ Thích Thiện Xuân. Hiểu không? Mình tạm gọi như vậy đi. Thì cái sinh nhật của Sư Phụ mình, thì mình phải làm sao mỗi một Phật tử ngày hôm nay phải sinh nhật của mình lên. Cái món quà sinh nhật tuyệt vời nhất là bạch Sư Phụ, con cúng dường sinh nhật của con. Mà sinh nhật của con là gì? Là con đang khởi động một sự sống mới, con cúng dường cho Thượng Tọa, cho Sư Phụ của con. Cái cúng như vậy mới có ý nghĩa quý Phật tử à, hiểu không? Bữa nay đó mọi người nào mà sụ cái mặt xuống dày hoài là cúng dường sinh nhật không được, bởi vì sụ là chết rồi, hiểu không? Cho nên Hòa Thượng Quyền Diệu nói, tôi mà đến đạo tràng rồi tôi không cần hỏi đạo tràng tu pháp môn gì, tôi thấy nó cười hoài, tôi biết nó tu đúng đường, mà tôi thấy nó sụ là tôi biết tu trật đường. Hiểu không? Có nghĩa là thấy nó cười tức là nó còn sống, mà thấy nó sụ sụ cái mặt nhăn nhăn hoài nó chết lâu rồi. Cho nên đạo tràng chùa Linh Thú ai sụ đâu? Giơ tay lên coi. Có không? Có sụ không? Đừng có trả lời nhanh như vậy, bạch thầy, khi có khi không. Hiểu không? Cho nên không thể nào nói không được, mà không thể nào nói có được. Nhưng mà khi có khi không. Cho nên người nào khen con thì con cười, mà chê con sụ. Cho nên cái sụ của con khi có khi không. Hiểu không? Bây giờ thầy nói quý Phật tử mất tiền rồi, quý Phật tử có cười không? Không, sụ rồi. Cho nên cái sự sống chân chính nhất là quý Phật tử phải làm sao giống như nụ cười của Phật Di Lặc. Đó là ý nghĩa của sự sinh nhật. Quý Phật tử phải cười như Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc cứ cười hoài, nhưng mà ở đây Đức Phật Di Lặc, quý Phật tử biết ngày vía của Phật Di Lặc ngày mấy không? Ngày mấy không? Phật Di Lặc vía ngài là ngày mấy? Ngày mùng 1 phải không? Mùng 1 tháng mấy? Mùng 1 tháng Giêng phải không? Là ngày Tết đó quý Phật tử à. Cho nên ngày Tết là ngày của ai? Ngày của mùa nào? Ngày của mùa Thích Thiện Xuân. Hiểu không? Cho nên Thượng Tọa Thích Thiện Xuân giảng là quý Phật tử ơi, đạo tràng có mùa xuân liền. Tại vì Thượng Tọa mà giảng là quý Phật tử có nụ cười của Phật Di Lặc liền. Đúng không? Cho nên nụ cười của Phật Di Lặc là nụ cười của sự sống đó quý Phật tử à. Nụ cười của Phật Di Lặc là nụ cười có sự sống. Ngài cười hoài. Ở đây Phật Di Lặc dạy cho chúng ta một điều. Nụ cười y nguyên như vậy. Có nghĩa là khi con khỏe mạnh con cũng cười như thế. Mà khi con bệnh rồi con cũng giữ nụ cười như vậy. Khi con có tiền con cũng cười như vậy. Mà lỡ mất tiền cũng giữ y nguyên nụ cười như vậy. Khi con đẹp con cũng cười như vậy. Mà khi con rụng răng hết rồi mô Phật con cũng cười như vậy. Hiểu không? Đó là nụ cười như thị. Nụ cười có đầy đủ sức sống. Còn đằng này quý Phật tử ơi, khi mà răng cỏ mình còn nguyên, mình cười dữ dằn lắm mà lỡ nó rụng rồi cứ che che gì hoài luôn, cười không đủ. Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới nói là: xin cho may che đủ phận người, cho tôi xin một sáng trời vui, cho tôi xin đến tận nụ cười, cho tôi quên một nắm mồ tươi. Hiểu không? Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta không có một người nào mà cười đến tận nụ hết. Phải không? Còn răng thì cười nó hơi khỏe một chút, mà răng nó rụng nó xuống rồi cái cười nó yếu một chút. Lúc mình vui đó mình cười nó hơi mạnh mạnh, mà lúc mình buồn cười đâu có nổi nữa quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta không có nụ cười đến tận. Chúng ta chỉ có nụ cười nửa môi, nửa miệng mà thôi. Nụ cười ngạo nghễ, nụ cười khi dễ, nụ cười tắt nhanh, hiểu không? Cho nên tất cả chúng ta không có một người nào có một nụ cười nguyên vẹn. Cho nên chúng ta không có ý nghĩa của ngày sinh nhật. Chú Phật tử thấy không? Chúng ta không có ý nghĩa của ngày sinh nhật được. Sinh nhật là khởi động sự sống mà. Cho nên trong bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đạo tràng chùa Linh Thứ có thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa không? Có không? Có. Hai chữ Diệu Pháp thôi là sinh nhật đó quý Phật tử à. Chữ diệu là gì? Là khởi động.
Chữ diệu là gì? Là kỳ diệu. Còn chữ pháp là gì? Là sức sống. Cho nên diệu pháp là gì? Sức sống diệu kỳ hay là khởi động của một sự sống. Cho nên hai cái chữ diệu pháp thôi là quý Phật tử thấy là chúng ta đã có khởi động sự sống và chúng ta có một cái sức sống diệu kỳ. Cho nên người nào thọ trì kinh Pháp Hoa mà không có một sức sống diệu kỳ là thọ trì kinh Pháp Hoa mà là ma thuyết. Cho nên trong cái câu mà Đức Phật dạy đó, tức là y theo cái lời kinh mà đọc hoài là quan cho ba đời chư Phật, mà lìa cái kinh đó mà đọc, lìa cái tâm đó đó mà đọc, tức là ma thuyết. Cho nên người nào đó mà mất đi sự sống, người nào mà buồn rầu, người nào mà phiền não, ngồi đọc kinh nhưng mà không có thể nào nhập trong từng trang kinh, rồi không đem từng trang kinh này để mà đi vào tận trang đời, thì quý Phật tử ơi, chúng ta đang lìa kinh mà đọc kinh, thì đó là đồng với ma thuyết. Còn chúng ta cứ ngày nào gõ mõ cũng như thế hoài vậy đó, hơn sao muôn lời thành bảy cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, đọc đi đọc lại hoài là quan cho ba đời chư Phật. Cho nên ở đây quý Phật tử đọc kinh diệu pháp liên hoa, tức là chúng ta đọc, chúng ta phải làm sao khơi dậy niềm tin của mình, chúng ta đánh thức sự sống của mình, chúng ta tổ chức một ngày sinh nhật của một sự sống mới. Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa là phải như vậy. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta đọc kinh Pháp Hoa thì năng lượng Pháp Hoa mới có trong ta. Còn đằng này quý Phật tử ngồi đọc kinh mà đọc xong rồi kinh trả về cho kinh, ta trả về cho ta, thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta không hiểu điều gì về kinh Pháp Hoa cả. Chúng ta không có sự sống, hiểu không? Cho nên người con Phật thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải là người biết sống cái đã. Còn nếu không, quý Phật tử ơi, chúng ta chết đó. Người biết sống là người sống như thế nào quý Phật tử? Tức là chúng ta biết dừng tâm lại. Còn quý Phật tử ơi, chúng ta giống như cái robot vậy đó. Lên dây thiều cái nó cười một hồi hết dây thiều cái nó sụ. Lên dây thiều cái nó cười hết dây thiều nó sụ. Quý Phật tử giống như là robot vậy đó, hiểu không? Tức là có dây thiều mới cười, gắn pin vô nó mới cười, bật công tắc nó mới cười, không bật công tắc cái nó sụ. Thì như vậy quý Phật tử có phải là xác sống không? Chúng ta chưa có một sự sống mà chúng ta chỉ là xác sống thôi. Chúng ta phải làm chủ lấy mình. Người nào mà còn gửi gắm linh hồn của mình lên bờ môi của thiên hạ, mình là xác sống. Mình chưa có sự sống. Mình là một cái cục thịt biết nhúc nhích mà thôi. Đạo tràng chùa Linh Thú có gửi linh hồn mình lên bờ môi của thiên hạ không? Có không? Mô Phật có. Không phải riêng gì đạo tràng chùa Linh Thú mà tất cả con người hiện hữu và có mặt trên thế gian này, trừ một vài người có một cái tâm gọi tâm hướng Phật một cách chân chính, thì họ không gửi linh hồn của họ lên bờ môi của thiên hạ. Còn tất cả chúng ta sống ở đây cứ gửi gắm linh hồn của mình lên bờ môi của thiên hạ thôi quý Phật tử. Thiên hạ muốn mình cười, khen mình một vài câu. Thiên hạ muốn mình khóc, chửi mắng mình một vài câu. Rõ ràng mình là món đồ chơi của thiên hạ, thì mình không có sự sống, hiểu không? Người có sự sống phải là người biết làm chủ lấy mình. Khen, chúng ta không vội mừng. Chê, chẳng cần phải vội giận, hiểu không? Bởi vì người ta khen mình không có tăng được ký lô nào hết. Người ta chửi mình cũng không giảm ký lô nào hết. Người ta khen mình không thành Phật nhanh. Người ta chửi mình cũng không có thành Phật chậm. Cho nên quý Phật tử đừng bao giờ gửi gắm cái sinh mạng của mình, linh hồn của mình, niềm vui của mình, năng lượng Phật của mình lên bờ môi của thiên hạ nữa. Bây giờ vô trong chùa này tu, vô tu viện Linh Thú tu nè, mà lỡ trong đây cái bà nào bà vô bà nói mày mà tu hành cái gì, mày mặc cái áo tràng, cái áo ra cái áo, cái mặt của mày ra cái mặt, mày vô đây mày tu, mày làm lộn xộn đạo tràng thôi chứ tu hành cái gì, tự nhiên khóc, buồn, bỏ, không tu nữa. Quý Phật tử ơi, mình là đồ chơi của thiên hạ không? Cho nên không cần điều đó. Khi bị người ta nói như thế thì mình phải dừng tâm của mình lại. Mình đang đứng trước ranh giới giữa ma và Phật. Phía trước đó là thế giới của ma và mình đang đứng bên ranh giới của Phật. Khi mà mình bị người ta nói một câu mà mình nhảy dựng lên, có nghĩa là chúng ta đã nhảy qua thế giới ma rồi đó quý Phật tử. Chúng ta đã vô tình bỏ đi thế giới Phật mà chúng ta đang đứng. Hiểu chưa? Người ta nói mình một câu, bắt đầu mình phóng qua. Mình phóng liền, mình nói nó ăn nói cho đàng hoàng nghe, nó ăn bậy được chứ không có nói bậy được nghe. Bà nói một cái nữa tôi tán bà một phát là răng môi bà lẫn lộn đó. Nói vậy là ta mình phóng qua thế giới ma rồi, mình đâu còn đứng bên thế giới của Phật nữa. Phải không quý Phật tử? Còn người ta khen mình một câu, mình cũng nhảy dựng lên.
chửi một câu thân nhảy dựng, khen một câu tâm nhảy dựng. Luôn luôn lúc nào thân và tâm của chúng ta cũng không định được hết quý Phật tử à. Cho nên khi mà bị người ta chê hay là bị người ta khen, điều đầu tiên hết mình nhớ mình là người con của Phật. Nhớ cái đó giùm thầy. Mình nhớ mình là người con của Phật đầu tiên hết. Và điều thứ hai nữa, từng phút từng giây mình đều tổ chức sinh nhật cho chính mình. Điều thứ ba, sinh nhật là khởi động của một sự sống. Bạch Đức Thế Tôn, con không còn là xác sống vô hồn. Mình phải nhớ điều đó mới được quý Phật tử à. Khi bị người ta mắng hay khen, chửi hay là khen, quý Phật tử dừng tâm của mình lại. Bạch Đức Thế Tôn, con đang đứng ở thế giới của Ngài. Ma Dương không thể nào xô con về bên thế giới của ma được cả. Con dừng tâm lại. Con đến đạo tràng chùa Linh Thú, tức là đây là thánh địa Linh Thú. Con đến đây, nhiệm vụ của con là con gieo hạt giống Bồ Đề trong đạo tràng này. Cho nên Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay bà ấy, ông ấy, cô ấy, chú ấy, thằng ấy, con ấy nó chửi con, tức là nó đang dung phân cho hạt giống Bồ Đề của con. Hiểu không? Còn hôm nay bà ấy, ông ấy, chú ấy, cô ấy khen tặng con, tức là đang tưới nước cho cây Bồ Đề của con. Vậy thì khen là tưới nước, chê là dung phân. Quý Phật tử ơi, cây Bồ Đề của mình càng ngày mới càng xanh lá ra hoa và kết trái được. Hiểu chưa quý Phật tử? Người nào mà sống được như vậy, tức là sinh nhật thường 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 hằng. Người nào sống được như vậy, sức sống của mình càng ngày càng diệu kỳ. Người nào mà sống được như vậy, tức là chúng ta là sống đúng, không phải là xác sống vô hồn nữa. Đạo tràng chùa Linh Thú nhớ nghe, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày sinh nhật của sư phụ trụ trì, quý Phật tử phải khởi đầu một sự sống mới. Bắt đầu từ giờ phút này, bạch sư phụ trụ trì, tụi con không còn là ma cà tưng nữa. Hiểu không? Chúng con không còn là ma cà tưng nữa. Tại vì ma cà tưng nó nửa sống nửa chết. Nó chết rồi mà cà tưng cà giật gì hoài luôn. Quý Phật tử ơi, chết luôn đó. Đạo tràng của mình đó, thầy nói thiệt, quý Phật tử đừng có giận thầy nha. Ma cà tưng nhiều dữ lắm luôn. Hở một cái là cà tưng, hở một cái là cà tưng. Buồn cũng cà tưng, giận cũng cà tưng, vui cũng cà tưng. Như thế thôi, đói bụng cũng cà tưng nữa. Đói bụng cái mặt quạo đeo à. Quý Phật tử ơi, người nào mà đói mà quạo, tức là mình không có một sự sống. Thậm chí mình chưa sống đúng. Đói hay no, chuyện đó là chuyện của vật tâm sinh lý, vật lý của cơ thể. Chuyện đó không quan trọng đến cái tâm linh của mình, không ảnh hưởng đến Phật của mình. Vậy đó mà hãy đói một cái là quạo, ta hỏi một câu là nạt, ta hỏi một câu là nạt, ăn được tô mì vô rồi bắt đầu mới cười. Quý Phật tử ơi, mình đói mình khát mà mình đánh mất mình như vậy, rõ ràng mình là xác sống, chưa phải là người sống đúng. Hiểu chưa? Cho nên đó, ngày sinh nhật hôm nay, quý Phật tử phải phát nguyện liền sau buổi nghe pháp này, tụi con bắt đầu sống rồi. Hiểu không? Tụi con trải qua một cái thời gian nguy hiểm rồi. Tụi con bắt đầu tìm lại sự sống cho chính con, kể cả người xuất gia. Mà sự sống này chính người xuất gia cần phải có. Quý Phật tử tại gia cũng là người xuất gia đó, chứ không phải tại gia là tu tại nhà đâu. Đừng có hiểu như vậy là mất đi sự sống. Hiểu không? Phật tử tại gia mà có sự sống, tức là tại gia là gì? Là tự tại trong nhà phiền não. Còn xuất gia là gì? Là ra khỏi căn nhà phiền não. Tất cả chúng ta đều xuất gia hết nha quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử phải hiểu như vậy. Chứ đừng có nói rằng là xuất gia là bỏ gia đình, bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cái, bỏ cháu này kia, cháu nội, cháu ngoại rồi vô chùa. Đừng suy nghĩ nông cạn như vậy. Tất cả trên thế gian này, nếu người nào mà tự tại trong nhà phiền não, xuất gia ra khỏi nhà phiền não, đều là con của Phật, đều đi trên lộ trình về đế thế giới của Phật cả. Cho nên tất cả chúng ta phải hiểu như vậy. Đừng hiểu một cách lệch lạc nữa. Người còn sống hiểu đúng, người mất đi sự sống hiểu sai. Hiểu không? Chay trong tay du ký, quý Phật tử biết không? Một là người có đầy đủ sức sống, tức là con của Bạch Y Đại Sĩ. Bạch Y Đại Sĩ là Bồ Tát Quan Âm đó. Hiểu không? Người nào mà có sự sống đúng, khởi động sự sống, phát khởi niềm tin, giữ mãi niềm tin, sống mà có nụ cười, sống mà biết yêu thương, sống mà rộng mở và mở cửa trái tim của mình, tức là con của Bạch Y Đại Sĩ, tức là Bạch Y Cư Sĩ. Thấy không? Bạch Y là mặc áo tràng đó. Còn nếu không, không có trái tim, không biết yêu thương, không biết sự sống, gửi gắm linh hồn của mình lên bờ môi của thiên hạ, thì không phải là Bạch Y Cư Sĩ mà là Bạch Cốt Tinh. Đạo tràng chùa Linh Thú ai là Bạch Cốt Tinh đâu?
ngồi trên đây nhìn xuống biết liền quý Phật tử khỏi cần giơ tay. Tại vì nếu là bạch y cư sĩ, tự nhiên nó toát ra một cái hồn của cư sĩ. Còn nếu là bạch y, bạch cốt tinh, là một người sống không có linh hồn, không có trái tim, tức gọt bộ xương trắng, nhìn cái mặt là biết liền. Cho nên khỏi cần giơ tay, ngồi trên đây hỏi vui vui vậy thôi, chứ thầy nhìn xuống thầy biết cái mặt nào là cư sĩ, mặt nào là bạch cốt tinh liền. Không có giấu được đâu quý Phật tử ơi, cái mặt nó hiền thiệt là hiền, nó điềm đạm thiệt là điềm đạm, nhưng mà nó vẫn toát ra bộ xương trắng không hồn, toát ra liền. Ở đây cái lòng yêu thương không phải là cái mặt đẹp hay cái mặt xấu. Cái lòng yêu thương không phải là cái mặt hiền hay cái mặt dữ, mà thầy muốn nói là có trái tim hay không. Có nhiều người cái mặt rất là hiền, cái mặt rất là đẹp, nhưng mà không có trái tim yêu thương quý Phật tử. Thầy nói ví dụ như thượng tọa trụ trì nói thôi, ngày mai đi phóng sanh, ngày mai đi từ thiện, quý Phật tử ơi, người nào có tiền có của gì đó gom góp mùng mền chiếu gói quần áo cũ thuốc men gì đó vô trong linh thú đi, rồi chuẩn bị đi từ thiện. Tất cả mọi người ai cũng kêu bằng là cứ tất bật, người thì đem mùng đem chăn, người thì đem thuốc đem dầu, người thì đem tiền. Rồi chỉ có một nàng đó đẹp vô cùng, một chàng đó đẹp vô cùng mà đứng ở ngoài sân chùa hoài luôn. Người ta nói sao không vô ghi tên đi. Trả lời một câu rất là lạnh lùng, không có trái tim, không có tình người, chuyện đó không phải chuyện của tôi. Hiểu không? Quý Phật tử ơi, tất cả những người nào mà thấy những cái hoàn cảnh như thế, thấy những mảnh đời bất hạnh như thế mà nói một câu ôi chuyện đó không phải chuyện của tôi, một là nói ra bằng sự mấp máy của bờ môi, hay là nói bằng ngôn ngữ thầm lặng trong cái ích kỷ của mình, chuyện đó không phải chuyện của tôi, thì những người đó đều là bạch cốt tinh cả quý Phật tử à. Cho nên thật sự ra mình đi từ thiện, mình giúp đỡ mọi người không phải là chuyện của thầy trụ trì ở đây, không phải là chuyện của quý Phật tử, không phải là chuyện của riêng ai, mà là chuyện của trái tim. Hiểu không quý Phật tử? Là chuyện của trái tim chứ không phải chuyện của riêng người nào cả. Cho nên ai mà giúp đỡ mọi người, giúp đỡ mọi người thì người đó trái tim bắt đầu lên tiếng, hiểu không? Còn người nào mà lạnh lùng, lạnh lẽo, lặng lẽ, quý Phật tử ơi, người đó là bạch cốt tinh, là một xác chết, chỉ còn bộ xương, không có trái tim. Cho nên thầy hỏi như vậy thôi, đạo tràng chùa Linh Thú thầy hỏi ai là bạch cốt tinh? Thật sự ra nguyên một đạo tràng Linh Thú, những người nào mà chấp nhận sáng hôm nay mà đến để dự cái lễ tu một ngày an lạc và sinh nhật của Thượng Tọa Trụ Trì, thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta biến từ bạch cốt tinh thành bạch y cư sĩ hết. Hiểu không? Nguyên một đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây đều là bạch y cư sĩ, tức là sứ giả của yêu thương. Tại vì chiếc áo tràng lam của quý Phật tử là bạch y, là chiếc áo của Bồ Tát Quan Âm mà. Tôi yêu lắm màu lam, màu sen trắng, màu chứa chan, màu sâu lắng nguồn tâm, màu từ bi, màu áo quang thế âm, màu dương liễu, màu thẩm thâm tịnh thủy. Cho nên quý Phật tử mặc áo tràng lam này đã khoác lên trên mình trang phục của yêu thương. Và quý Phật tử ngồi ở đây là sứ giả của yêu thương. Quý Phật tử ơi, chúng ta đã tìm về sự sống để chúng ta cống hiến sự sống của mình cho sự sống của vạn loài. Cho nên chúng ta là sứ giả của yêu thương. Hiểu không? Một thiên sứ của yêu thương luôn. Cho nên thiên sứ của yêu thương bay đến đâu chúng sanh hết khóc, bay đến đâu những giọt nước mắt long lanh biến thành những hạt kim cương long lánh, bay đến đâu là làm cho đôi hoa môi luôn rộ cợ nở những nụ cười, làm khô cạn những dòng lệ nóng. Đó là thiên sứ của yêu thương. Cho nên người nào mà bay vô làng SOS là thiên sứ của yêu thương, mà người nào bay lộn vô làng nướng thì là quỷ sứ. Hiểu không? Có khi nào bay lộn không? Quý Phật tử có khi nào bay lộn không? Mặc áo tràng lam là khoác lên trên mình trang phục của yêu thương. Mình là thiên sứ của yêu thương. Cho nên thiên sứ chỉ bay vào làng SOS để chúng ta giúp cho trái tim của những đứa trẻ nó đập lại. Chúng ta đi thay tim cho trẻ, chúng ta ghép lại cái môi của nó, vì từ nhỏ tới bây giờ nó chưa có lần nào nó cười đúng điệu hết. Cho nên chúng ta gửi một chút tiền, một chút ân tình, một chút cái lòng yêu thương của một thiên sứ yêu thương, để cho cái đôi môi này nó có được, nó để cho tìm lại một nụ cười, tìm lại được nhịp đập của trái tim. Ai mà bay vào trong làng SOS là thiên sứ của yêu thương, mà người nào mà bay lộn vô làng nướng, quý Phật tử trở thành quỷ sứ. Nguy hiểm lắm đó quý Phật tử à. Cho nên người con của Phật, tất cả chúng ta phải làm sao? Đi, đứng, nằm, ngồi,
chúng ta đều phải thể hiện cả một sự sống của mình. Cái nhìn của mình cũng phải có sự sống, cái nghe của mình cũng phải có sự sống, hơi thở của mình cũng phải có sự sống, bờ môi của mình, sự mấp máy, ăn và uống của chúng ta, ăn và nói của chúng ta đều phải có sự sống. Thậm chí bước chân đi cũng có sự sống, giơ tay lên để tay xuống cũng phải có sự sống. Quý Phật tử ơi, trái tim của mình phải nhịp đập theo nhịp đập của sự sống nữa kìa. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta đừng lãng quên đi sự sống, đừng để cho thời gian của chúng ta bị trôi đi và năng lượng yêu thương trong trái tim của mình bị rò rỉ ra ngoài. Quý Phật tử à, người con của Phật, chúng ta vô tình chúng ta để cho năng lượng của Phật, năng lượng của yêu thương nó rò rỉ ra ngoài. Quý Phật tử ngồi trong đây hiện tại bây giờ, chúng ta đang nạp cái năng lượng của Đức Thế Tôn, nạp vào trong trái tim của mình. Nhưng mà bước chân ra khỏi cổng chùa Linh Thú, bước chân ra khỏi cổng tu viện Linh Thú, mình sân lên, tức là trái tim của mình bị lủng lỗ, lòng yêu thương của mình bị rò rỉ, năng lượng của Phật của mình bị chảy đi. Hiểu không? Cho nên người nào mà cứ để cho năng lượng yêu thương mà nó rò rỉ, nó chảy ra hoài, người đó sống không lâu, quý Phật tử ơi. Cho nên khoa học chứng minh rằng là người nào sân, người đó sống không thọ. Đơn giản thôi, bởi vì cái năng lượng yêu thương là năng lượng sống chân thật nhất của người con Phật. Mà nếu mình để cho cái năng lượng đó nó rò rỉ ra ngoài, giống như cái đèn dầu mới bị lủng lỗ, cái dầu nó đi chảy ra ngoài, thì cái đèn dầu đó sáng không lâu. Người nào mà để cho lòng yêu thương của mình bị rò rỉ ra ngoài, sống cũng hỏng lâu luôn. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên thời đại này con người ta chết sớm lắm. Quý Phật tử ơi, nó đang ngồi làm việc gì nè mà dầu nó hết không hay, rồi nó gục xuống bàn, bác sĩ lại chẩn đoán đột quỵ. Nó đi về nhà xong nó ăn cơm với vợ, rõ ràng trưa 1:30 xách xe ra, rồi bắt đầu đi làm buổi chiều, xách xe ra, vừa đẩy chiếc xe ra tới sân, gục xuống bi đông xe chết, đưa vô bệnh viện đột quỵ. Lý do nó quên châm dầu. Hiểu không quý Phật tử? Tất cả chúng ta sống là phải có năng lượng của Phật. Mà người nào để cho năng lượng nó cứ rò rỉ, nó rò rỉ, nó rò rỉ, một ngày nào đó người xuất gia của mình cũng gục xuống chết, gọi là đột quỵ. Quý Phật tử ơi, và tất cả tăng chúng ni chúng, người xuất gia cần phải nạp năng lượng châm dầu vô một cách liên tục, để cho bình dầu của mình, bình dầu của Đức Thế Tôn tràn đầy năng lượng của Phật, để cho ngọn lửa, ngọn ánh sáng của bổn mạng nó cháy hoài, hay là ngọn đèn trí tuệ của mình nó sáng hoài. Còn đằng này quý Phật tử cứ để cho nó rò rỉ, tăng ni để cho rò rỉ, thì quý Phật tử ơi, mình mệt lắm á. Mình đến chùa mình thấy cái mặt của thầy trụ trì, quý Phật tử thấy mặt của Thượng Tọa Thích Thiện Xuân không? Thấy cái mặt không? Nó sáng không? Năng lượng nhiều, đèn sáng chứ có gì đâu. Cái năng lượng cạn, cái mặt nó tối liền. Cho nên nhìn cái mặt Thượng Tọa trụ trì người ta mến lắm. Hiểu không? Hôm nay là ngày 14 nè quý Phật tử, là ngày ở chùa Bửu Liên Cần Thơ là khóa tu, ngày đó thầy giảng nè. Nhưng mà vì mến Thượng Tọa trụ trì và mến đạo tràng chùa Linh Thú, cho nên sáng hôm nay đến đây giảng, giảng xong chạy về giảng chùa mình. Hiểu không? Tại vì sao vậy? Vì chỗ này là một cái nơi mà nó có dồi dào năng lượng thiên nhiên lắm quý Phật tử. Người nào đến đây tu, quý Phật tử ơi, khởi động sự sống rất là tốt ở đây. Buồn mà vô trong đây ngồi nó hết buồn từ từ. Buồn nó vô trong đây là hết buồn. Mà nó hết buồn ở ngoài thôi nghe, nhưng mà nó buồn ở trong. Tại vì hết buồn ở ngoài mà vô đây ngọn hồi nó buồn ngủ. Hiểu không? Buồn ngoài nó hết, nhưng mà cái buồn ở trong con bắt đầu nó ngủ đó. Cho nên đạo tràng tu không khéo, ngồi ở đây mà lắng nghe Phật Pháp mà không mở cửa trái tim của mình, tức là mình chỉ nghe bằng lỗ tai, mà quý Phật tử chưa để cho trái tim của mình nó lắng nghe, nghe hồi ngủ liền. Thấy không quý Phật tử? Dễ ngủ lắm đó. Ở chỗ này là dễ ngủ lắm. Cho nên nơi đây là thánh địa của Phật. Cho nên người nào có nhân duyên với Phật, quý Phật tử ơi, người đó mới tỉnh táo được. Đây là thánh địa của sự sống, cho nên người nào là sự sống thật mới ngồi ở đây. Còn nếu không, quý Phật tử chìm vào trong cái chết. Bởi vì ngủ là anh em sanh đôi với cái chết đó quý Phật tử. Cho nên nó ngồi nghe Pháp ưa ngủ lắm, kỳ cục vậy đó. Mà ngồi đánh bài không có ngủ, ngộ dễ sợ ha. Tại vì ngồi đánh bài sao dám ngủ? Mình ngồi mình đọc kinh mình ngủ, Phật không có rầy. À, bữa nay con ngủ thôi, ngày mai con đọc lại, Phật không có rầy. Nhưng mà ngồi đánh bài, nhất là mấy bà mà đánh bài tứ sắc, ngủ một cái là đứt chến liền.
Cho nên ngồi đánh bài không dám ngủ, hiểu không? Còn ngồi tụng kinh thì dám ngủ, bởi vì Phật đâu có rầy, mà cũng không có tốn tiền nữa. Chứ đánh bài, mà đánh bài đó cái ma lực nó gia hộ cho mình mạnh lắm quý Phật tử. Ma lực nó xúi đi vô, xúi đi vô, xúi đi vô, ngồi chơi mà ma lực nó mạnh vô cùng. Mình ngồi mình nghe pháp mà mình buồn ngủ, ngồi nghe pháp mà mình đói bụng, nhưng mà ngồi đánh bài ma lực nó làm cho chúng ta có cái ảo giác không có buồn ngủ và không đói bụng. Cho nên mình bước chân vào trong cái ma địa rồi, quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đều bị ma luật nó khống chế mình hết. Ngồi chơi không muốn về, hết tiền thì mượn tiền, không cần biết là ngày mai mang nợ, không cần biết. Cho nên đó chính là ma lực. Mà người nào mà sống trong ma lực thì mình là cái xác chết rồi, hiểu không quý Phật tử? Người còn sống là không bao giờ để cho ma lực nó khống chế mình. Cho nên đạo tràng chùa Linh Thú này nè, tu viện chùa Linh Thú, hồi nãy tới giờ thầy nói gần một tiếng rồi chứ gì, mà người nào mà vẫn còn tỉnh thức, tức là còn khởi động sự sống. Mà người nào mà cứ liêm diêm hoài, biết mình khởi động sự sống không nổi, mô Phật và cái máy con hư đề hoài không nổ. Khởi động sự sống là đề, mà đề hoài không nổ là vì sao vậy? Trái tim của con sạc năng lượng của Như Lai, sạc hoài sao nó không vô? Mô Phật bạch thầy, trái tim của con, cục pin của con bị chai rồi, sạc không vô nữa, hiểu không? Trái tim của mình chính là cục pin của năng lượng yêu thương, hiểu không quý Phật tử? Người nào mà trái tim nó còn, nó nạp được cái năng lượng của Phật, còn trái tim của mình bị chai lì trong cuộc sống. Trái tim của mình bị sân, nó làm cho chai lì, bị tham làm chai lì, bị si mê làm chai lì, sự cố chấp làm chai lì, hơn thua phải quấy giữa cuộc đời này, nó làm cho trái tim của mình bị chai lì. Cho nên khi nạp năng lượng của Phật, nạp hoài không vô, hiểu không? Cao tay lắm là quý Phật tử nạp trong một tiếng đồng hồ nói pháp, nghe pháp là chúng ta nạp được. Nhưng mà giữ được điện của Như Lai, giữ không lâu được quý Phật tử. Cho nên Đức Phật và mình giống nhau, giống nhau là nạp năng lượng. Ngày xưa Đức Thế Tôn Thái tử Sĩ Đạt Đa ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày, Đức Thế Tôn nạp năng lượng của chư Phật mười phương, nhưng mà Đức Phật khác mình. Bây giờ quý Phật tử ngồi ở đây, mình ngồi nạp năng lượng ở đây, không biết bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi, quý Phật tử nạp năng lượng ở đây. Cái năng lượng nạp giống hệt nhau, sự giác ngộ cũng giống hệt nhau, nhưng mà mình khác với Phật. Quý Phật tử ơi, trái tim của Phật còn nguyên vẹn, cho nên chỉ cần nạp một lần, cách đây hơn 2561 năm, chỉ cần nạp một lần 49 ngày tư duy thiền định, khi sao mai vừa mới mọc, Thái tử Sĩ Đạt Đa đứng lên và ung dung bước vào ngôi vị của giác quan. Thái tử Sĩ Đạt Đa nạp năng lượng của Phật, và năng lượng đó nằm trong trái tim của Đức Thế Tôn cho tới 80 năm sau luôn. Suốt quá trình 80 năm đi hoằng pháp, năng lượng không hao hụt. Và kính thưa quý Phật tử, đến bây giờ rồi, năng lượng mà Thái tử Sĩ Đạt Đa vẫn còn trong trái tim của người. 2561 năm đã trôi qua, năng lượng của Thích Ca Mâu Ni vẫn còn. Cái năng lượng của người còn, cho nên người vẫn còn phủ sóng cho quý Phật tử và tất cả những người xuất gia của chúng ta ở đây, hiểu không? Năng lượng của người hết, làm sao người phủ sóng được? Mà người không phủ sống được thì tu viện Linh Thú không có, chùa Bửu Liên không có. Năng lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà không còn nữa thì các ngôi chùa tịnh xá cũng không còn hiện hữu trên thế gian này. Năng lượng của Thích Ca Mâu Ni không còn nữa thì không bao giờ có những người mặc áo bà đắp y và người xuất gia tăng ni đi vào ngưỡng cửa của thiền môn. Năng lượng của Thế Tôn mà không còn nữa thì nam nữ Phật tử của chúng ta không còn hai từ U Bà Tắc và U Bà Di nữa đâu. Cho nên quý Phật tử ơi, Đức Phật vẫn còn giữ được cái năng lượng của Đức Phật. Còn mình cũng có vậy đó, nhưng mà ngồi nghe pháp ở đây, nạp được năng lượng, sạc được năng lượng trong trái tim, rồi xong thời pháp, chỉ cần nghe MC nói cho nam nữ Phật tử xả hơi một chút là năng lượng mất tiêu liền. Cục pin gì yếu quá, sạc vô cái là hết, sạc vô cái hết, nó bị chai quá nhiều, hiểu không? Rồi bắt đầu giữ nhiều dữ lắm mà tới chiều thôi, đi ra khỏi cái cổng của Linh Thú, cái thằng nhỏ chạy xe đạp, cái nó vướng qua, nó đạp cái gách cái áo tràng một cái, bực mình nghiến răng với nó luôn. Mà nhìn vô cổng chùa Linh Thú, bữa nay nhớ mình mới tu một ngày an lạc đi ra, cho nên trái tim của mình cũng còn một chút năng lượng. Cho nên nói thầm thầm trong bụng, hên cho mày, bữa nay mày đụng gách áo của tao nhầm bữa 14, mày đụng bữa khác là tới số mày rồi con ơi, hiểu không? Cái năng lượng mình nó yếu dữ lắm luôn quý Phật tử à, nó yếu xìu luôn đó.
Cho nên Thầy chỉ mong đạo tràng của chúng ta tất cả hôm nay nhân cái ngày sinh nhật của sư phụ trụ trì ở đây, nhân cái ngày sinh nhật của Thượng Tọa Thích Thiện Xuân, nhân cái ngày sinh nhật của hai cái tấm hình thạc sĩ với tiến sĩ. Hiểu không? Hai cái tấm hình của thạc sĩ Thích Thiện Xuân và tiến sĩ Thích Thiện Xuân đó. Thì tất cả nam nữ Phật tử của chúng ta, chúng ta đều khởi động sự sống của mình và tất cả chúng ta cúng dường lên cho sư phụ chủ trì ngày sinh nhật tuyệt vời, thanh tịnh và thiêng liêng nhất ngay ngày hôm nay, cúng dường lên cho sư phụ chủ trì của chúng ta. Và Thầy cũng cầu chúc ngày sinh nhật của Thượng Tọa trụ trì đạo hiệu Thích Thiện Xuân, ngày sinh nhật luôn luôn lúc đầu cũng khởi động một sự sống, bình minh của sự sống, và luôn luôn lúc nào cũng giác ngộ trong sự sống. Và cầu nguyện cho Thượng Tọa Thích Thiện Xuân trên đôi môi giữ mãi một nụ cười, để Thượng Tọa luôn luôn lúc nào trong trái tim của mình phát ra muôn ngàn năng lượng yêu thương để che chở và đùm bọc cho tọa đạo tràng tu viện linh thú của chúng ta. Và cầu chúc cho nguyên một đạo tràng linh thú sáng hôm nay, quý nam nữ Phật tử của chúng ta hãy cười thật nhiều, vì nụ cười là chính chìa khóa mở cửa bờ môi, nụ cười là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim mình, nụ cười là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tình người, và nụ cười chính là chiếc chìa khóa mở cửa nhà của Phật. Cầu nguyện cho đạo tràng của chúng ta hãy cười với nhau, xích lại gần nhau và bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương. Cầu chúc cho đạo tràng tu viện của linh thú buồn phiền gãy đổ, đau khổ lìa xa, liên qua thường trụ, giấc ngủ bình an, gian nan chấm hết, gắn kết ngọt ngào, thân vào Phật độ, tâm ngộ Phật kinh, lung linh Phật tánh và mãi mãi lóng lánh Phật quang. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm niệm tri ân Thượng Tọa, xin đại chúng cúng dường Thượng Tọa một tràng pháo tay thật dài, thật lớn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thượng Tọa Pháp Sư, kính quý, thật là diễm phúc thay cho chúng con trong ngày khóa tu lần thứ 101 mà chúng con cũng được nhân duyên quý Tôn Túc Tăng Ni và quý Phật tử long trọng tổ chức lễ kỷ niệm con có mặt trong cuộc đời, gọi là sinh nhật. Nhân dịp đó, Thượng Tọa cũng cho chúng con biết về ý nghĩa của lễ sinh nhật. Hai cái từ sinh nhật mà Thượng Tọa đã biến hóa ra trong Phật Pháp, đó là ngày bắt đầu cho một tiến trình. Sinh là một ngày bắt đầu thì tất cả chúng con đều có những cái chuỗi ngày, cũng giống như mặt trời, ánh sáng của sự giác ngộ. Sự có mặt trong cuộc đời cũng giống như một con người giác ngộ, thì con cảm nhận được rằng Ngài là một bậc biết vận chuyển bánh xe Pháp và vận chuyển một cách tốt đẹp trong mọi tình huống, để chúng con có một sự kiện lại được nghe Ngài chế biến cho chúng con một dòng sữa Pháp một cách rất ngọt ngào và thâm thúy trong ánh đạo, lẫn nét tinh hoa mà người thế gian được xem như là một sự kiện mà tất cả chúng ta hễ có sanh tất có tử. Trong một ngày mà cha mẹ có thể nói là vui nhất khi có một người con chào đời, thì tất cả chúng ta ai cũng mang ơn cha mẹ trong giây phút này. Cũng giống như khi chúng ta giác ngộ, chúng ta lại cảm ơn Phật, thì chúng con lại được cảm ơn Thượng Tọa Pháp Sư đã thương tưởng chúng con, hứa khả quan lâm đạo tràng. Ngài lại nhân sự kiện này giảng cho chúng con và hội chúng nghe được ý nghĩa của chữ sinh nhật. Thay lời cho toàn thể nam nữ Phật tử xa gần có mặt trong khóa tu lần thứ 101 hôm nay, và thay lời cho Tăng Ni tại bổn tự, chúng con đê đầu đảnh lễ khánh tuế vẫn an sức khỏe Ngài, ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Thượng Tọa thân an tâm lạc, luôn là ánh sáng trí tuệ đưa chúng con và chúng sinh từ bờ vô minh đến bờ giác ngộ giải thoát. Và cũng nguyện Thượng Tọa luôn có nhiều sức khỏe để gánh vác Phật sự của thành phố Cần Thơ,
tỉnh Cần Thơ cũng như Phật sự của đất nước Việt Nam và Phật sự trên khắp thế giới. Một lần nữa thay lời cho toàn thể chúng hội đạo tràng thành kính đê đầu đảnh lễ khánh tế Ngài và cầu nguyện cho Ngài với mọi công tác Phật sự được thuận duyên trên khắp mọi miền đất nước. Giờ này chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ khởi thân để cùng hướng dẫn chúng con hồi hướng. Cung thỉnh Chư Tôn Đức và kính mời toàn thể chúng hội đạo tràng khởi thân trang nghiêm để hồi hướng. Hai tay chúng con chắp lại như đóa sen lòng đang nở ra, xin dâng lên cúng dường Thượng Tọa Pháp Sư, cúng dường mười phương tam bảo, nguyện cho Phật Pháp được trường tồn, chúng sinh được lợi lạc. Hoa sen bàn tay là trái và phải, chúng con không còn là hai, mà trái và phải là một. Thế gian đối đãi này đã trở về với sự thanh tịnh, vắng lặng, trong sáng ở trong con. Xin tam bảo ngự tọa nơi đài sen tâm giác ngộ, cầu cho Ngài sức khỏe khương an. Đại chúng đồng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiện não vô tâm thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.